Sống trên đời cứ ung dung như kẻ chơi cờ, thắng hay thua cũng xóa đi bài ván mới. Bất kể là đã từng thất vọng thế nào, khi bao mơ ước của mình tan vỡ thì bạn cũng không thể tuyệt vọng, mất đi lý tưởng. Bởi lý tưởng chính là hy vọng của sinh mệnh, là phẩm chất của tâm hồn. Đã tự hứa rằng phải bỏ cái này kiêng cái kia, phải ngủ sớm dậy sớm, đã nói phải yêu quý bản thân, phải để bản thân mình vui vẻ, nhưng kết quả ra sao? Hãy xem bạn đã làm được bao nhiêu việc từng tự hứa với mình. Có lẽ bạn cần nói lời xin lỗi bản thân. Ai cũng muốn dần trưởng thành, dần hiểu rõ hơn thế giới phù hoa này. Khi nhìn thấu những hư giả ẩn nấp, nhiều việc vốn trước đây luôn mù quáng chạy theo thì bây giờ đã chẳng còn tin tưởng. Nhưng hãy nhớ kỹ rằng những điều tốt đẹp của thế giới này bao giờ cũng nhiều hơn thứ hắc ám. Còn có rất nhiều điều đáng để bạn tin tưởng như xưa. Đừng để tôi chờ bạn nữa, tôi sợ tôi không có dũng khí cứ đứng nơi cũ mãi đợi chờ. Càng sợ hơn là chúng ta cứ đi, cuối cùng không tìm được nhau. Một người nếu không thể tha thứ người khác từ nội tâm, thì người đó mãi mãi cũng không yên lòng yên dạ được. Đời này, điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất chính là ngắm nhìn bạn bè mình, ai nấy đều hạnh phúc. Đừng sống quá mệt mỏi, đừng bận rộn tối tăm mặt mũi. Muốn ăn thì chớ sợ đắt, muốn mặc thì chớ nói lãng phí. Lúc phiền lòng thì tìm bạn bè tụ hội, khi buồn ngủ thì ngã đầu ngủ ngay. Tâm thái bình hòa mãi mãi là đẹp nhất, thiên tính lạc quan mới là đúng đắn. Nếu nói lầm lỗi là cái giá phải trả để trưởng thành, thế thì sửa sai chính là quá trình thành thục. Mặc dù vậy, người ta vẫn có thể mãi mãi mất đi cơ hội sửa sai. Sai lầm không sửa được chính là thứ dằn vặt người ta nhất, giống như một cái kim mãi mãi cắm vào tim, cứ nghĩ tới liền đau. Học cách mỉm cười bỏ qua, vượt lên thường tình mà đối đãi, hiểu được chữ nhẫn, hiểu được tha thứ sẽ khiến bản thân trong khoan dung mà lớn mạnh thêm lên. Bất kể hôm nay bạn phải đối mặt với điều gì, đã đến bước này rồi thì hãy cứ kiên trì tiếp tục. Bạn phải kiên cường hơn chính mình trong tưởng tượng. Bạn đã bao giờ như thế này chưa? Trong lòng rất muốn trò chuyện với người nào đó, nhưng lại muốn người ta tìm đến mình trước, cứ ngây ra trông ngóng người ta hết lần này đến lần khác. Để lại nhân gian bao yêu thương, đón nhận thiên biến vạn hóa kiếp phù sinh. Hãy làm những việc vui vẻ cho kẻ hữu tình, chớ hỏi là do kiếp hay do duyên. Tình yêu có lúc như đợi xe buýt không muốn đi thì ba lần bảy lượt dừng trước mặt, mà xe muốn ngồi thì đợi hoài chẳng thấy đâu, cứ như thể là trò đùa áp ý vậy. Đợi đến khi chuyến xe buýt từ từ tiến đến thì như chúng hẹn nhau trước, lũ lượt rồng rắn đến liền hai, ba chiếc, khiến người ta không biết lên chiếc xe nào tốt hơn. Bất kể lên xe nào cũng vẫn không gạt hết được những rầu rĩ thấp thoáng trong lòng, cứ lo rằng chiếc xe mình bỏ lỡ kia mới là sự lựa chọn tốt nhất, bởi vì con cá lọt lưới luôn là con cá to. Có một nỗi đau rất đau, đau đến tận con tim, sau đó rồi là tuyệt vọng, cho nên đừng mong ngóng, đừng giả tưởng, đừng cưỡng cầu. Hãy thuận theo tự nhiên, nếu mệnh định sẵn rồi thì nhất định sẽ xảy ra. Trong cuộc sống hiện thực, rất nhiều người đều có thể trở thành tấm gương cho chúng ta. Có người tồn tại là để bạn có thể học tập trở nên giống người ta. Lại có người tồn tại là để nhắc nhở bạn rằng cứ làm ngược lại hết thảy ngôn hạnh của họ là tốt rồi. Đời người thú vị là ở cái vui vẻ, niềm thanh thản. Cuộc sống không cần phức tạp, giản đơn là đã đủ rồi. Đời người không cần phồn hoa, chỉ cần bình thản thanh đạm là đủ rồi. Đời người đi một chặng đường núi, đi một quãng đường sông, chẳng ai có thể lưu giữ được, cũng như cuối xuân thì hoa rụng hoa rơi. Nào ai biết ánh tà dương kia lưu luyến vì ai, thế nên trân quý duyên phận, hiểu được tùy theo cơ ngộ mà yên định theo. Khi nào bạn buông xuống được, khi nào bạn hết phiền não, đã buông bỏ rồi thì không nên hối hận, đã mất đi rồi thì chẳng đáng nhớ nhung.
buông cái cần buông, bạn sẽ thoát ra khỏi vở kịch không hồi kết. Mãi mãi không nên lãng phí từng phút từng giây chỉ để nghĩ đến người mà bạn không thích. Khi bạn vui thích thì nên nghĩ niềm vui này cũng chẳng vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ thì nên nghĩ khổ đau này cũng đâu là mãi mãi. Bạn dùng tâm từ bi và thái độ ôn hòa nói ra hết những bất bình và ấm ức thì người ta sẽ dễ dàng tiếp nhận. Khi yêu chân thành một người, phụ nữ thường có những nỗi lo sợ liên tiếp nảy sinh từ đáy lòng, ngày ngày nghĩ mọi cách nắm chặt người ấy. Khi yêu chân thành một người, đàn ông thường thấy như trút được gánh nặng trong lòng, sau đó yên tâm đi làm các việc đáng làm khác. Phụ nữ thường oán trách người ấy dành cho mình quá ít, chỉ vì phụ nữ trao cho người ấy quá nhiều. Thế nên, đừng nghĩ người ấy coi nhẹ bạn, có lẽ là do bạn đã quá coi trọng người ấy thôi. Thế giới không chen chân đến được thì chớ cố chen, ngưỡng cửa không bước qua được thì chớ cố bước, việc không thể làm được thì chớ cố làm, thứ không thể lấy được thì chớ cố lấy. Thuở thiếu thời vụng dại lại chính là những năm tháng tràn đầy dũng khí, bởi người ta không biết nên cũng không sợ, giống như nghé mới sinh chẳng biết sợ hổ là gì. Bất kể là sự nghiệp hay tình cảm, người ta đều có nghĩa vụ đối với nhau. Mỗi lần gặp nhau nên là một lần thu hoạch, cảm thấy vui mừng vì sự tồn tại của đối phương, chứ không phải cả ngày tranh giành đấu đá. Quân tử kết giao, tùy theo vuông tròn, không nơi nào mà không tự tại. Sống một ngày chính là phúc, nên trân quý. Khi tôi khóc không có giày đẹp để đi, tôi phát hiện ra có người còn không có chân để đi giày. Cũng đôi khi tôi chán nản bất đắc chí, nhưng chưa bao giờ giả bộ, nên khoan thứ với tất cả, bất kể họ xấu xa thế nào. Thậm chí họ làm bạn tổn thương thì cũng nhất định phải buông xuống. Khi ấy, bạn mới có được niềm vui thật sự. Chớ bất mãn mãi với người khác mà hãy nên kiểm điểm lại mình, đó mới là trí tuệ. Bất mãn với người ta thì người khổ đau chính là mình. Đời người như chiếc cân, phải có cái cân bằng. Thế nên, một bên cho đi thì một bên thu lại, một bên bỏ ra thì một bên có được, một bên cày cấy thì một bên thu hoạch, một bên vật chất thì một bên tinh thần, một bên là mình thì một bên là người ta. Coi nhẹ được mất, bạn mới có thể tìm được trạng thái cân bằng tốt nhất của cuộc đời. Có nỗi lòng tâm tư, chẳng qua là không được như ý, đó chính là cố chấp vào lý tưởng mà mình vẽ ra, hễ có sai lệch liền sinh ra phiền não. Đời người giống như bàn cờ, đối thủ chính là hoàn cảnh mà chúng ta đang ở. Có người có thể tính trước được mười mấy nước, thậm chí mấy chục nước đi, đã bày binh bố trận sẵn sàng cả rồi. Có người chỉ có thể thấy được vài nước, thậm chí đi nước nào tính nước đó. Có nhiều người có cảm giác bất lực trước cuộc đời, cảm thấy bản thân bị hoàn cảnh, hiện thực trói buộc. Sự thật hoàn cảnh và hiện thực chỉ giống như sợi dây hữu hình bên ngoài, sau buộc nổi chân voi. Trói chặt chúng ta lại không phải là hiện thực và hoàn cảnh hữu hình, mà là rất nhiều ước thúc vô hình khắc sâu trong nội tâm, hình thành trong quá trình trưởng thành của chúng ta. Thấy bức tường nhà người ta sắp đổ, nếu không thể giúp chống đỡ được, vậy thì không xô đẩy, té nước theo mưa cũng là một loại thiện lương. Thấy nhà người ta ăn cháo còn mình ăn thịt, nếu không muốn nhường nhịn sẽ chia, vậy thì không lèm bèm chê bôi cũng là một loại thiện lương. Thấy người ta thương tâm nhỏ lệ, nếu không muốn an ủi họ, vậy thì không vui mừng trước nỗi đau của người khác cũng là một loại thiện lương. Khi trong tâm luôn tồn giữ chữ thiện, khi trong lòng chứa đủ khoan dung, thì mọi mơ hồ nghi hoặc trong cuộc sống tự khắc tiêu tan, rồi một trí tuệ sáng soi sẽ nảy sinh bên trong một cái tâm bình thản. Bạn sẽ mặc nhiên đón nhận và đưa tiễn tất cả thành công, thất bại cũng như vui buồn nơi nhân thế, ung dung tự tại, như người chơi cờ, thắng hay thua thì cũng xóa đi chơi ván mới.